Vợ chồng Đan Trường tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai ở biệt thự triệu đô. Là tiệc sinh nhật đầu tiên của con nên cả Đan Trường và bà xã đã tổ chức rất hoành tráng và bắt mắt. Theo như mọi năm, Đan Trường cũng nhận lịch diễn vào dịp Tết để phục vụ khán giả khắp nơi. Tuy nhiên năm nay anh chị đi diễn đến mùng 8 và sau đó đáp chuyến bay sang Mỹ với vợ con. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Thủy Tiên đã đăng tải loạt hình ảnh về buổi sinh nhật tròn 1 tuổi của cậu quý tử Thiên Từ. Cả hai vợ chồng đã tổ chức thôi nôi cho con trai ngay tại biệt thự tiền tỷ. Nam ca sĩ vội vàng bay sang Mỹ trước ngày sinh nhật đầu đời của con trai. Trong ngày vui này, Đan Trường đã nhắn nhủ đến bé Thiên Từ, ba mẹ mong sao con luôn mãi là đứa con hiền từ, biết thương người và sống khiêm nhường. Khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc của tổ ấm nhà Đan Trường, hai vợ chồng quyết định làm sinh nhật cho con ngay tại biệt thự sang trọng, không kém gì khách sạn 5 sao của mình. Từ khâu chuẩn bị đến trang trí đều được thực hiện rất kỹ lưỡng để ngày thôi nôi của con trai thêm ấn tượng hơn. Rất nhiều các loại bánh kẹo đủ màu sắc đều được trưng bày tại buổi tiệc. Ngoài ra, vợ chồng nam ca sĩ còn chuẩn bị cả một khâu thức ăn với nhiều món ăn đặc biệt dành cho các khách mời. Để chuẩn bị quà cho con trai, Đan Trường đã đặt hàng nhạc sĩ Lương Bằng Quang viết riêng cho mình ca khúc Con Yêu Của Ba để tặng cho Thiên Từ. Khoảnh khắc này đã khiến mọi người cho rằng con trai Đan Trường đã có năng khiếu nghệ thuật giống hệt với bố. Ngắm hai mỹ nhân chuyển giới Hương Giang Idol phải dè chừng. Hương Giang Idol tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Đại diện Thái Lan và đại diện Lào là hai đối thủ đáng gờm của nữ ca sĩ chuyển giới. Yoshi Rinrada được xem là một trong những đối thủ mà Hương Giang Idol phải dè chừng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Yoshi sinh năm 1997 đến từ Thái Lan. Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan. Yoshi được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ phiên bản Thái Lan hay Angela Baby xứ chùa vàng. Yoshi sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu, cô được biết đến là một hot girl mạng. Cô hoạt động trong làng giải trí Thái Lan với vai trò người mẫu quảng cáo và diễn viên. Yoshi đại diện nhan sắc người đẹp chuyển giới Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Người đẹp sinh năm 1997, từng có một vài mối tình nhưng đều tan vỡ. Lâm Si cũng là đối thủ đáng gờm của Hương Giang Idol tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Trước khi thi Hoa hậu, Lâm Si đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng Lào. Hình ảnh cô tươi tắn khi sang Thái Lan tham gia Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Người đẹp chuyển giới Lào hiện đang hoạt động trong làng người mẫu. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang gợi cảm. Mỹ nhân Lào hiện là một trong những ứng viên sáng giá tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm nay. Cô sẽ cùng 27 người đẹp khác bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 vào ngày 9 tháng 3. Vừa trở về Việt Nam, Harry Lu khoe nét đẹp nam thần khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Những hình ảnh mới nhất của Harry Lu khi trở về Việt Nam khiến fan xao xuyến. Cách đây không lâu, những hình ảnh vừa phục hồi sau tai nạn giao thông của Harry Lu đã gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh những hình ảnh chê bai vì nhan sắc xuống dốc, thì nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đứng ra bên vực và cảm thông cho nam diễn viên vì sự cố không may mắn đã qua. Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của quản lý Harry Lu vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên khi nam diễn viên quay tại Việt Nam sau 2 năm phục hồi sức khỏe tại Đài Loan. Các fan của Harry Lu gần như thở phào nhẹ nhõm vì thần tượng của họ vẫn giữ nguyên nét đẹp nam thần không tì vết. Harry Lu và người quản lý của mình, nam diễn viên bịt khẩu trang khi ra phố. Đến khi vào quán ăn, anh mới gỡ bỏ khẩu trang, ảnh cận mặt cho thấy nam diễn viên đã hồi phục sức khỏe và khuôn mặt vẫn giữ được nét đẹp như ngày nào. Phản ứng của Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy khi chụp chung hot girl ăn mặc táo bạo. Người đẹp cố tình vén váy khoe đùi trắng mịn, nhưng phản ứng của Đức Huy vẫn cực cứng. My Lan Phạm khoe album chụp ảnh cùng các hot boy của làng thể thao Việt Nam trên Facebook. Tuy nhiên, điểm nhấn khó rời mắt phải kể tới bộ váy khoét ngực sâu hút mà cô trưng diện. Hot girl phô trương vòng một đầy đặn cực kỳ táo bạo, nhất là trong loạt khoảnh khắc tự sướng. Giải thích với bạn bè trong trang phục nóng bỏng, My Lan Phạm nói,
Đi biển mà không có đồ, đi mua tạm ngoài này, đó mà không có đồ, bình thường có mặc hở đâu. Hot girl tạo dáng quằn quại bên các cầu thủ trong vườn nho. Những tư thế hết sức khó hiểu. Trong khi đó, các cầu thủ xếp hàng rất nghiêm túc và cười tươi. My Lan Phạm chiêu trò thành công khiến Quang Hải chú ý. Bộ váy phô nữ vòng 1 được hot girl mặc trong buổi giao lưu. Bạn gái Văn Hậu có nội đoá sau khi xem bức ảnh này. My Lan Phạm sexy bên Nguyễn Thành Chung. Quang Hải nghiêng người về phía hot girl. Hoàng tử Đức Huy giữ vững vẻ nghiêm nghị cười mỉm dù My Lan Phạm đang vén váy khoe đùi mịn màng. Cận cảnh áo váy khiêu khích của hot girl sinh năm 1990. Tiết lộ bất ngờ về căn bệnh hiếm gặp mà Xuân Trường từng mắc phải. Ít ai biết, đội trưởng của U23 Việt Nam Lương Xuân Trường từng mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến sự nghiệp chơi bóng đá bị đe dọa nghiêm trọng. Sau 2 năm chơi bóng tại Kalenkyu, Lương Xuân Trường có sự cải thiện đáng kể về mặt thể lực. Từ một cầu thủ bị đánh giá yếu về sức mạnh và hay hụt hơi ở những phút cuối trận, cựu cầu thủ của Gang Won chơi đầy mạnh mẽ tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tiền vệ người Tuyên Quang thậm chí có thể cày ải. Đủ cả hai hiệp phụ ở giải đấu này mà không gặp bất cứ một khó khăn gì. Tuy vậy ít ai biết, trước đây cầu thủ này từng mang trong mình căn bệnh không thể nào chữa khỏi. Có một chấn thương không nằm trong quy luật là của Xuân Trường, cậu ấy đã tốn rất nhiều công sức của các bác sĩ. Sau Tết năm 2014, bác sĩ đội, bác sĩ trung tâm huấn luyện quốc gia 1, rồi đi nhiều nơi trong nước, đi Hồ Chí Minh để khám chữa. Xuân Trường bị đa chấn thương liên quan tới cả xương khớp cột sống, xương chậu, điểm bám gân, tiểu khung. Nhưng không theo quy luật nào, thường thì cầu thủ bị chấn thương khi tập luyện do quá tải, do căng thẳng tâm lý thì mới chấn thương mà chỉ một phần nào đó. Nhưng ở đây là đa chấn thương, nhiều bác sĩ chẩn đoán, người nói quá tải. Chấn thương điểm bám cột sống chân ngắn chân dài, rách chỗ này rách chỗ kia, chúng tôi đã tìm rất nhiều các phương án nhưng chưa ra. Bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Đồng Xuân Lâm kể. Điều may mắn là dù nghe nghiêm trọng như vậy, nhưng hóa ra chấn thương của Xuân Trường lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Về sau tôi mới đưa đi chụp toàn thể khung xương. Một xét nghiệm đơn giản thì hóa ra bị viêm cột sống dính khớp không điển hình. Các biểu hiện của nó giống các tình trạng chấn thương thể thao, bệnh lý cột sống quá tải. Thông thường, các bác sĩ thể thao tư tưởng luôn nghĩ là do thể thao. Lúc đầu do tôi là bác sĩ đa khoa nên đứng trước một chấn thương, mình cũng không quy chụp vội, cho con người là một khối thống nhất, cần tư duy logic, bao quát thì mới phát hiện ra bệnh. Phương án lại rất nhẹ, không cần dùng dao mổ trâu. Dao nhỏ nhỏ tí là được, giờ đã có thuốc truyền tĩnh mạch để trị mà mình còn chưa cần dùng. Bác sĩ của Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ về căn bệnh lạ của Xuân Trường. Căn bệnh này của Xuân Trường không thể điều trị dứt điểm, tuy nhiên đến khoảng 25 tuổi sẽ không phát triển thêm nữa. Nếu tập luyện đúng cách, nó chỉ đau, chứ cũng không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chơi bóng của Trường. Khi chưa phát hiện ra, Trường ngày đêm lo lắng bị stress nên cứ đau miết. Cái này ở thể không điển hình, nếu tập luyện bình thường nhưng đúng một lượng không quá tải, kèm các động tác dẻo như yoga là ổn, biết phương pháp. Thông tư tưởng thì không vấn đề gì, còn nặng hơn thì cũng có thuốc truyền qua tĩnh mạch. Vì thế cậu ấy đi Hàn Quốc vẫn tập bình thường, bác sĩ tiếp lời. Nhìn bố mẹ thế này, bảo sao các nghệ sĩ V-pop không sở hữu ngoại hình vạn người mê. Ngắm xong loạt ảnh chắc chẳng còn ai thắc mắc lý do thần tượng của mình lại sắc nước hương trời đến thế. Từ trước đến nay, những nghệ sĩ V-pop thường thu hút công chúng không chỉ bởi tài năng mà còn ở ngoại hình đốm tim. Trong bức ảnh gia đình của Sơn Tùng, có thể thấy bố mẹ nam ca sĩ tuy đã có tuổi, nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn còn hài hòa và sắc sảo. Giờ thì mọi người đã hiểu vẻ đẹp không phải dạng vừa đâu của anh em nam ca sĩ gốc Thái Bình từ đâu mà ra rồi nhỉ. Song thân của Huyền My sở hữu vẻ ngoài sáng và ưa nhìn, chả trách cô con gái lại sắc sảo thế kia. Mẹ Á Hậu có dung mạo xinh đẹp và không kém phần trẻ trung, bà là người luôn đồng hành cùng con gái trong sự nghiệp.
Gia đình Isaac cũng có vẻ ngoài chuẩn không cần chỉnh. Từ bố mẹ đến hai con đều có những đường nét gương mặt chuẩn và nụ cười rạng ngời. Bố của nam ca sĩ có style chất lừ, không thua kém cậu con trai nổi tiếng. Hương Tràm chụp ảnh cùng ông bố điển trai trong dịp về quê ăn Tết. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ lên trang cá nhân, bố bảo là chụp sao cho bố giống 40 và con gái giống 17 nhé. Mẹ của giọng ca Em Gái Mưa có gương mặt hiền lành và phúc hậu, Hương Tràm sở hữu tất cả những nét đẹp từ hai đứng sinh thành. Lý Quý Khánh luôn giành được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ mỗi khi đăng ảnh người mẹ quý tộc của mình. Mẹ nhà thiết kế có vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu ăn mặc thời thượng, bà luôn toát lên thần thái sang trọng trong mỗi khi xuất hiện. Angela Phương Trinh khoe ảnh đi xem phim cùng người mẹ trẻ trung của mình, nếu không nói ra, khéo có người lầm tưởng cả hai là chị em. Mẹ nữ diễn viên sở hữu vóc dáng quyến rũ như gái đôi mươi, chẳng trách chị em Phương Trinh, Phương Trang lúc nào cũng được người hâm mộ suýt xoa khen ngợi.